Em xin chào tất cả các bạn nhá. Em Tuấn HD hôm nay lên sóng để giới thiệu đến các bác một số những sản phẩm mà em mới về. Tất cả những sản phẩm là đồ chơi, phụ kiện, xe đạp được em Tuấn tuyển chọn từ bên Nhật về. Hàng này thì có hàng mới và có cả hàng qua sử dụng rồi các bác nhá. Tuy nhiên là hình thức thì em đã chọn và đã lọc sàng lọc mà cũng khá là kỹ rồi. Em sẽ quay chi tiết và giá thì em đã dán ở trên từng sản phẩm nhé. Sản phẩm thì em đã đều dán giá công khai rồi. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0888 39 1992. Em có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương và em bao ship toàn quốc cho các bác, miễn ship toàn quốc cho các bác quá nhé. Các bác nhận hàng kiểm tra đúng mô tả của em thì các bác mới phải thanh toán tiền. Thì ngày hôm nay em có yên xe này, giày này, lá đĩa này, yên xe, pedal, lá đĩa, áo, mũ, giày, rất nhiều giày. Thì em sẽ quay chi tiết vào việc luôn. Đầu tiên thì em giới thiệu đến các bác một số những sản phẩm cơ khí trước nhé. Thì ở đây em đang có một bộ lá đĩa của 105R7000, Shimano 105R7000. Thông số của bộ lá đĩa này là 5034 các bác nhé. Hình thức thì còn rất là đẹp luôn. Hình thức thì còn rất là đẹp luôn các bạn. Gồm cả lá đĩa trong và lá đĩa ngoài. Bộ lá đĩa này thì em bán là 1 triệu 3 các bác nhé. Mã số 1 là 1 triệu 300. 1, 2, 3, 4. 4 chấu BCD 110. Dùng cho những bộ group 105R7000 của Shimano. Đấy, 11 lít các bác nhé. 1 triệu 3. Tiếp theo thì em có một bộ lá đĩa nữa. Bộ lá đĩa này là của Shimano 6700 các bác nhé. Ultegra 6700. Bộ này thì gần như là mới tinh. Các bác có thể thấy răng đĩa thì còn rất là mới này. Cũng bao gồm cả lá đĩa trong và lá đĩa ngoài. 6700 và thông số của bộ này là 5239. Đĩa lớn 5339 các bác nhá. 5339. Một cái thông số khá là gọi là những bác nào mà khỏe chân thì sẽ rất thích chạy tốc độ cao. Dành cho bộ 6700 10 líp. Thông số 5339. Bộ này thì là 1 triệu rưỡi. Mã số 2. 6700 các bác nhé. 1 triệu rưỡi. Số 3 em có một đôi pedal của MKS. Đôi pedal của MKS Japan. Hình thức thì đẹp keng sa beng rồi. MKS Japan. Đôi này về cái độ mượt của nó thì không phải bàn rồi. Dòng này là dòng MKS Chim Japan. Test thử luôn cho các bác. Siêu mượt các bác nhá. Cực kỳ là mượt các bạn. Mượt như ceramic luôn. Chạy bạc đạn rất là mượt. Đôi này giá là 1 triệu 700 các bác nhé. Mã số 3. 6 phân rưỡi. Chiều này thì là 11. 1 triệu 7. Hàng cực kỳ là chất lượng của MKS. Đôi này thì nó được sơn tĩnh điện màu đen. Mã số 3 là 1 triệu 700 các bác nhé. Số 4 thì em có một đôi pedal. Đôi này thì là đến từ thương hiệu Bontrager. Thương hiệu Bontrager. Một mặt thì các bác có thể sử dụng với giày thường được. Giày thường thì các bác có thể đi mặt này. Đấy. Còn cái mặt bên này thì các bác sử dụng với can của MTB các bác nhá. Đôi này em bán là 1 triệu rưỡi. Mã số 4. Mã số 4 là 1 triệu 500 nghìn. Một mặt là chạy MTB và một mặt là chạy giày thường. Đều ok. Rất là đa dụng. Đôi này thì nó có cả can luôn các bạn. Có cả can luôn các bạn nhé. Đây can này là can chưa sử dụng, can mới luôn. 1 triệu rưỡi. Mã số 4. Mã 5 thì em có một cái yên. Mã 5 em có một yên của Pro. Cái này là thương hiệu của Shimano các bạn nhé. Gọng thì nó là gọng titan. Gọng titan và có sơn bên ngoài. Cái này thì do người ta đã bắt vào yên rồi nên nó sẽ cái gọng nó sẽ bị chảy các bạn nhé.
Cái này thì các bác khi mà các bác bắt vào thì nó cũng không nhìn thấy đâu. Đây là cái vết bắt vào cốt điên. Đấy là đế carbon. Đế carbon các bác nhá. Yên chính hãng của Shimano đấy. Yên này rất là rẻ này. Giá rất là hợp lý. Đây là đế carbon luôn các bạn. Ngang 14. Dài 28. Cái này em bán là 1 triệu 3. Mã số 5 là 1 triệu 3. Mã số 6 em có một cái yên nữa của Selly Italy. Yên là yên màu trắng các bác nhá. Gọng con này là gọng Vanock này. Đế carbon. Đế carbon, gọng Vanock. Và con yên này nó có công nghệ gel các bác nhá. Ngồi rất là êm và mềm, thoải mái. Con này là Selly Italia Max. Mút của nó cực êm luôn các bạn. Form dáng cũng rất là đẹp. Ngang là 15 các bác nhá. Dài là 29,5. Yên này form khá là lớn. Bác nào mà mông to một chút ngồi thì rất là thoải mái rồi. Cái này thì là 1 triệu 8. Mã số 6 là 1 triệu 8. Mã số 7 thì cũng một chiếc yên của Selly Italy. À, mã số 7 này. Chiếc yên này giá 2 triệu 2 các bác nhá. Yên này là cái yên đời mới của hàng Selly Italy. Yên bút. Yên bút gọng là gọng titan. Gọng titan đế carbon. Và các bác có thể thấy là cái phần đế này nó sẽ chia làm hai phần riêng biệt. Đây là cái nghiên cứu cái thiết kế mới của dòng Selly Italy. Hai cái phần này nó là riêng biệt các bác nhá. Đấy, các bác có thể thấy khi mà chân mình đạp lên xuống thì cái phần mông nó cũng lên xuống theo luôn. Thiết kế cực đẹp luôn. Dòng này có mã là Selly Italia SP01. Màu trắng các bác nhá. Yên đẹp, keng sa beng. Rất đẹp luôn. Con này nó có ngang là 13,5. Và dài là 25,5 các bác nhá. Size của nó là size S. Size S. Đây carbon luôn. 2 triệu 2 các bác nhá. Một chiếc yên rất là giá trị của hàng Selly Italy. Rồi. Mã số 8 thì em có một chiếc mũ. Mũ của Hero. Thương hiệu của Ý. Đây là mã số 8. Chiếc mũ này có size của nhà sản xuất là size 6ML các bác nhé. Size của nhà sản xuất là có vòng đầu từ 54 cho tới 61 này. Các bác nào mà vòng đầu từ 54 61 là các bác đội vừa mũ này. Khóa thì nó sẽ là cái khóa rút như này. Có thể chỉnh vòng đầu theo từng nấc đấy. Các bác không cần nới dây mà các bác có thể chỉnh vừa vặn hay không là ở cái phần nấc này các bác nhé. Đó. Tháo thì ấn vào cái nút đỏ này để rút ra. Đây là cái công nghệ khóa cũng rất là hay của Hero. Đấy. Nếu mà lỏng thì các bác cứ siết thêm một chút vào như này. Đấy, rất nhiều những cái nấc. 5461 các bác nhá, vòng đầu 5461. Mũ màu xám của Hero. Giá thì là 1 triệu 500 nghìn. Mã số 8. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang mấy cái sản phẩm là giày nhá. Giày thì đầu tiên em có một đôi của Shimano này. Dòng này là dòng Shimano MT7 các bác nhá. Size của đôi này là size 40. MT7 dòng này thì các bác có thể lắp được với bàn đạp lắp can của MTB được. Và các bác cái thứ hai là các bác có thể chạy với bàn đạp thường được các bác nhá. Bàn đạp thường thì các bác cứ đi như thế này là được thôi. Giày này các bác có thể đi xe đạp này, đi chơi đều rất là ok, form dáng rất là đẹp. Và nó cũng sử dụng khóa nhé, khóa boa nhé, khóa vặn. Đó, khóa vặn luôn. Đôi này em bán là 2 triệu 2. Là mã số 9. 2 triệu 2. Giày thì đẹp các bác nhá, xung quanh là không có chảy xước gì hết. Và cái chất liệu của nó cũng rất là cao cấp. Chất liệu thì kết hợp giữa vải này, vải thoáng, đi rất là thoáng chân. Và xung quanh da rẻ, xung quanh đế cao su các thứ là còn rất là đẹp.
không có lỗi lầm gì, keo chỉ là nguyên zin, không bong chóc, không bong keo. Keo của dòng Shimano thì nó rất là bền rồi, các bác không lo đâu. Cái lót trong của nó chiều dài là 25,5 26. Chiều dài lót của nó là gần 26 thì các bác có chiều dài bàn chân khoảng là 24,5 các bác nhá. Chiều dài bàn chân là khoảng 24,5 là các bác sẽ đi vừa, dưới 24,5. Size 40 của Shimano. Đấy, khóa đẹp keng. Size 40 của Shimano thì các bác chân khoảng 24,5 là các bác sẽ đi đẹp. Đôi giày rất đẹp luôn. 2 triệu 2 các bác nhá. Tiếp theo em có đôi CD. Dòng này là dòng CD Genius. Dòng này thì sử dụng hai khóa dán và một khóa cài ở đây. Dòng này thì sản xuất tại Italy các bác nhá, made in Italy. Đôi này size 43. Đế gót thì còn rất là đẹp. Gót này, gót này rất là đẹp. Đế thì cũng không có chảy. Size 43, đế carbon nhé. Dòng này thì là cái dòng bình dân của CD rồi. Dòng này thì nói chung là da rẻ của nó thì rất là cứng cáp. Và nó rất là bền các bạn. Đặc thù của dòng CD là nó bền. Đi thì không biết bao giờ mới hỏng. Đôi này giá là 1 triệu 8. Mã số 10. 1 triệu 800 các bạn nhé. Giá thì có thể là quá tốt rồi. Size 43 của CD. Tổng chiều dài đó là 27. 27 thì các bác có chiều dài bàn chân khoảng tầm 25,5 các bác nhé. Các bác chân khoảng 25,5 là các bác sẽ đi vừa. Các bác cứ lựa theo cái chiều dài bàn chân mà em khuyến cáo thì chắc chắn là các bác sẽ vừa. Chân 25,5 thì các bác sẽ đi được đôi CD 43. Đấy, đôi này là 1 triệu 800 nghìn ạ. Giá quá tốt. Mã 11 thì em có một đôi của Shimano. Đôi này là dòng RC5. Đôi này em bán là 2 triệu 2 các bác nhá. Mã 11. 2 triệu 2. Đôi này màu sắc các thứ là nhìn cũng rất là đẹp các bạn. Cái chất liệu của dòng RC5 này, RC5, RC7, RC9 rồi thì những cái dòng của Edgework hoặc là dòng Bontrager thì cái chất liệu nó cũng xem như nhau. Cảm giác là cũng da nó cũng giống nhau các bạn. Đôi này thì rất nhiều lỗ thoáng trên mu bàn chân các bạn nhé. Có sử dụng một khóa vặn ở đây. Màu của nó là màu xanh này là xanh tím than. Màu tím than. Đấy là đế carbon. Đế carbon và chạy can rod, can ba lỗ của rod. Có lỗ thoáng ở dưới đế các bác nhé. Đế gót thì còn khá là ok. Giày này qua sử dụng rồi. Nhưng mà hình thức thì còn khá là ok. Đẹp. Da rẻ xung quanh các bác có thể nhìn thấy là nó không có chảy xước gì hết. Da rẻ rồi thì keo chỉ các thứ là còn ngon lành luôn. Đấy. Chân trái, chân phải đều rất là ngon luôn. Mà giá rất là hợp lý thôi. Giá 2 triệu 2. Đôi này size thì hơi lớn các bác nhá, size 45. 45 thì sẽ cho các bác có bàn chân lớn một chút. 45 thì cái tổng chiều dài lót của nó là khoảng 29,5. Thì các bác có chiều dài bàn chân khoảng 28 các bác nhá. Chân các bác nào mà 28 trở xuống là các bác sẽ đi ok. Dưới 28 cm. Đôi màu rất đẹp luôn các bác. Màu này nó kiểu nó hơi ánh tím một chút, màu xanh hơi ánh tím một chút. Đấy, khóa này. Hai triệu hai các bác nhá. Dành cho chân dưới 28 cm. Tiếp theo lại đôi Shimano nữa. Đôi này là đôi RC3. Dòng này thì là dòng ngon bổ rẻ này. Đôi này thì gần như là mới các bạn. Gần như mới tinh, chắc người ta cũng chỉ mới thử lên chân thôi. Các bác có thể thấy đế gót này. Chắc là chỉ đi thử trong nhà thôi chứ chưa chạy xe đâu. Em chưa thấy cái vết bắt can hay sao ấy. Đây, đế gót còn đẹp, màu trắng tinh khôi các bác nhá. RC3 sử dụng một khóa. Khóa con này thì nhẹ, rất nhẹ nhàng. Khóa cũng màu trắng. Bởi vì nó là gần như là mới nên là xung quanh nó cũng không có chảy xước gì. Các bác có thể thấy nó không có chảy xước và không có tì vết gì hết nhá. Đôi này có size là size 43. Thì cái chiều dài lót của nó là 27,5. Các bác có chiều dài bàn chân khoảng 26,5 và trở xuống nhá.
chân dưới 26,5 thì các bác sẽ đi vừa đôi này, cứ tầm 26 là ok rồi. 265 trở xuống. Đó. Đôi này giá là 1 triệu 700 nghìn các bác nhá. Mã 12. 12 là 1 triệu 700 nghìn. Shimano RC3. RC tiếp, đây là RC7 các bác nhá. RC7 thì nó là cái phân khúc cận cao cấp. Thua RC9. Đôi này thì cũng rất là đẹp. Các bác nhìn đế gót là các bác sẽ biết được cái mức độ sử dụng nhá. Đôi này thì chắc là cũng gần như là mới đi thử thôi. Mới đi thử chắc được 1 2 lần thôi. Đế gót là rất đẹp, đi carbon này. Đôi này thì hai khóa. Hai khóa nhá. Màu đen. Và phối một vài những cái sọc sọc màu bạc ở gót này. RC7. Da rẻ chắc chắn là không có tì vết gì rồi. Đôi này size 43. Cũng là 43. Lót dài 28. Và chân bác nào mà tầm khoảng 265 nhá, hay là 65 trở xuống. Shimano 43 thì các bác cứ chân 265 trở xuống là các bác đi được. Đôi này em bán là 2 triệu 6. 2 triệu 600. RC7. Mã 13. Đây em có một đôi DMT. DMT thương hiệu cũng rất là nổi tiếng và các vận động viên ở bên châu Âu người ta chạy rất là nhiều dòng DMT này. Đôi này thì có túi đựng. Size con này là size 43 các bác nhé. DMT với cả Shimano thì size nó tương tự nhau. Đôi này 43 thì các bác chân khoảng dưới 265. Size này và size Shimano là như nhau nhé. Chỉ có CD thì size nó khác một chút thôi. Size 43 thì bác nào chân khoảng tầm 265 trở xuống là các bác đi được. Nó phối là có màu đen. Đây là bằng chất liệu vải các bác nhé. Vải. Đôi này bên chưa đội chuyên nghiệp ở châu Âu nó chạy rất là nhiều ấy. Dòng này là DMT KR1. KR1. Ở trên nó thì còn phân khúc KR0. Đấy, siêu đẹp luôn các bạn. Đây, hàng đã qua sử dụng thì đế nó cũng có chày nhá. Đế có chày tuy nhiên thì phần xung quanh là ok, ngon lành cành đào hết. Keo chỉ rồi tất cả các thứ. Vải vóc là cũng không bị sờn rách hay là lỗi lầm gì. Sử dụng một khóa và cái dòng DMT thì đi nó cực kỳ là ôm chân các bác nhá. Bởi vì là cái chất liệu vải của nó là vải chun. Đi nó rất là bó chân, rất là ôm chân. Đôi này em bán là 2 triệu 500 nghìn các bác nhá. Mã 14. 2 triệu rưỡi. Dành cho chân 265 trở xuống. Màu đẹp. Đây để mấy cái này ở đây. Tí sâu cho bác xem. Đây em có đôi Physics. Physics R5. Size 43 1/2. Physics R5. Con này nó mua ở Nhật về. Tất cả hàng nó mua ở Nhật về nên là nó, kể cả trên những cái vỏ hộp nên nó đều có chữ Nhật. Đây là cái tem của cửa hàng người ta bán. Người ta sẽ ghi cái thông tin của đôi giày mà người ta bán các bác nhá. Đôi này là Physics R5. Size 43 1/2. Màu thì là màu đen, phối một số những cái chi tiết nó là màu màu vàng chanh. Physics một khóa này. Cũng là khóa vặn luôn. Cái này bên trong lót của nó còn cái tem giấy không nhá. Tem giấy này nó chưa ở rách, chứng tỏ là người ta. Đây tem giấy nó chưa ở rách. Chứng tỏ là đi cũng rất là ít, bởi vì nếu mà đi nhiều thì cái tem giấy này chắc chắn là nó sẽ bị bợt ra rồi. Nó tọt ra rồi chứ nó không còn nguyên vẹn này đâu. Đôi này lót dài 27,5 thì các bác có chiều dài bàn chân khoảng tầm 26 các bác nhé. Chân khoảng 26 và chân thì phải gọn gàng một chút thì mới đi được đôi này. Bởi vì là cái form này ngang nó nhỏ. Ngang nó nhỏ các bác nhé. Ngang thì nó chỉ có 9 phân thôi. Bác nào mà chân khoảng tầm 26 là các bác đi ok.
265. 265. 265 non một chút. Đôi này thì là giá đâu nhỉ? 1 triệu 8 các bác nhá. Mã 15 là 1 triệu 8. Có cả hộp luôn, người ta vẫn đựng trong hộp, giữ cả hộp luôn. Hộp và có cả giấy này. Có cả sổ sách giấy tờ từ lúc mua còn. 1 triệu 8 thôi. Đôi giày cuối cùng thì là một đôi của hãng Edward. Edward thì đôi này có túi đựng nhá, túi đựng là túi giày của nó luôn. Nó có dây nó màu giống như màu giày luôn các bạn. Đấy. Cái dây này giống như màu giày luôn. Logo Edward đây. Đôi này là màu xanh đen, màu phối cực kỳ là đẹp các bạn. Đôi này là dòng Edward 6 các bác nhá. Đàn anh của nó là dòng à đàn em chứ, đàn em của nó là dòng Edward 7. Edward 6 thì cũng là một cái đôi giày rất là cao cấp của hãng. Khóa thì là khóa hai chiều, vặn tiến vặn lui, khóa màu xanh luôn. Đây, dòng chữ Edward này. Màu xanh dương rất đẹp. Đôi giày siêu đẹp luôn. Hàng đã dùng qua lướt rồi các bác nhé. Đế thì nó một vài những cái điểm chấm chấm nhẹ. Da rẻ thì còn khá là đẹp. Ngon lành cành đào luôn. Đôi màu đẹp, đẹp dã man luôn các bạn. Hai khóa, khóa hai chiều các bác nhé, vặn tiến vặn lui đều được. Bác nào mà vừa chân thì đi đôi này thì quá tuyệt vời, không có gì để mà chê nữa rồi. Từ màu sắc cho tới chất lượng đều rất là ngon. Hàng lướt rồi các bác nhé, hàng lướt thì giá nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Em xem đôi này size của nó là size size 40,5. 40,5 thì cái lót của nó là tầm khoảng 25,5. Thì chân bác nào tầm khoảng 245 các bác nhá. Chân là tầm khoảng 24,5 là các bác đi đẹp luôn. 24,5. Thì các bác sẽ đi đẹp đôi này. Một cái đôi giày giá trị lúc mới ra nó tầm 8-9 triệu, bây giờ thì các bác mua lướt nó chỉ chưa tới một nửa giá thôi. Đôi này giá là 3 triệu 6 các bác nhá. Mã số 16 là 3 triệu 600. Bác nào mà vừa chân đi đôi này thì đúng là không có gì để mà hối hận rồi. Cực đẹp luôn các bạn. Màu đẹp. Thiết kế cũng rất đẹp. 3 triệu 6 nhá. Có túi đựng luôn. Rồi đây thì em có mấy cái áo, em đây có hai cái áo. Một cái áo này thì áo của hãng Sportful size M. Cái này mới, nguyên tác mới nhá. Size M sản xuất tại Romania. Made in Romania. Hàng mới nguyên tác luôn các bạn. Đo size cho các bác, size M của cái này thì để xem các bác có vòng ngực và chiều dài như nào cho nó hợp lý. Ngang là 45 thì các bác có vòng ngực tầm khoảng dưới 90 nhá. 92 trở xuống. Dưới 90 thôi. Vòng ngực dưới 90 các bác nhá. Ngang của nó là 45, vòng ngực dưới 90. Dài áo phía trước là 47 cm. Dài lưng là 65. Đó. Đây là những cái thông tin họa tiết ở trên áo. Ba túi sau này. Cái này là của Timbora. Của Timbora. Màu phối khá là đẹp. Đấy. Đây. Timbora các bạn nhá. Sportful. Size M. Ngực 90 các bạn nhá. Ngực dưới 90. Dài và dài trước là 47, dài sau là 65. Cái áo này là hàng mới nguyên tác. À, em bán là 1 triệu nhá. Mã 17 là 1 triệu. Mã 17 là 1 triệu.
Cái này 18, mã 18 thì là một cái áo nữa. Cái này là bán 800 rưỡi. Mã 18 là 800 rưỡi. Cái này hình như là của Czech, của hãng Czech thì phải. Cái này cũng là của thương hiệu Sportful, sản xuất tại Bosnia. Đấy, size M. Cái này thì cũng rất là đẹp, gần như là mới. Không thấy tem mác ở đâu nhưng mà thấy đẹp như mới luôn. Chắc là bị mất mác rồi. Đấy, tem mác các thứ đây. Cũng là size M luôn các bác nhá. Đôi này thì nó màu áo thì nó phối theo màu cờ của Italy, đó là màu xanh trắng đỏ. Size M thì là chắc là nó cũng tương tự như cái kia thôi. Trước là 47 đây. Dài trước là 47 đây. Ngang ngực 45, tức là vòng ngực dưới 90. Dài lưng chắc tầm khoảng 65 thôi. Hai cái size này giống nhau mà. Đúng, size hai size giống nhau. Đây là cái họa tiết ở trên áo này. Đây là của team Czech. Czech team của Sega Ferrero. Đấy. Ba túi ở sau lưng các bác nhá. Ba túi lưng. Áo thì phối màu xanh trắng đỏ. Đấy, Sportful size M. Cái này thì 850, bởi vì nó thiếu mất cái mác. Nên là em bán rẻ hơn cái kia một chút. Màu cờ của Italy 850.000 các bác nhá, mã số 16. À 17 xin lỗi các bác. Đấy, ngày hôm nay thì em đã quay các bác những cái sản phẩm, đó là em có cái áo này, áo Sportful này, áo này là áo của team Bora của Persfly. Cái này là 1 triệu nguyên tác. Cái này là 850. Giày DMT các bác nhá. DMT giá 2 triệu rưỡi này, có cả túi đựng này. Giày DMT. Giày Physics 2 triệu à 1 triệu 8. Giày Edward 6, Edward 6 là 3 triệu 6 này. Đó. Shimano RC7 2 triệu 6. RC5. RC5 đôi này là bao nhiêu? 2 triệu 2. RC3 là 1 triệu 7. CD là 1 triệu 8. Shimano 2 triệu 2. Rồi thì yên xe. Đấy, tất cả những sản phẩm thì em đã đều báo giá chi tiết đến các bác rồi. Các bác nào mà quan tâm thì alo cho em các nhé. Số điện thoại của em Tuấn đây. Đấy. Alo cho em để em gửi ship. Em sẽ gửi ship luôn cho các bác trong chiều nay. Buổi trưa nay gói chiều gửi. Đấy, em xin kết thúc video. Cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ em Tuấn HD xe đạp thể thao các nhé. Chúc các bác có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào tất cả mọi người.